Xin chào toàn thể quý vị các anh em đang theo dõi kênh. Video này có mấy món đồ Mỹ mới về giới thiệu tới các anh em yêu nhạc trên toàn quốc. Ở đây thì mình sẽ có là một đôi loa KLH 3 đường tiếng Bass 30 với công suất là 250W một loa, hỗ trợ các anh em vừa nghe nhạc vừa karaoke được, gia đình rất tốt. Với thứ hai là giới thiệu cho các anh em là hai con lọc đến từ thương hiệu Victor và Yamaha, và một chiếc âm ly GBC hàng xuất Mỹ với công suất khủng là 300W. Tất cả những món ở đây đều có mức giá rất tốt. Mời các anh em cùng theo dõi video nhé. Trước hết thì sẽ giới thiệu cho mọi người về đôi loa này. Đây là đôi loa KLH hàng xuất sang thị trường của Mỹ với cấu hình Bass 30. Về tình trạng của cặp loa này thì nó là hàng từ Mỹ về. Cái mùi rất là thơm từ thùng gỗ đặc trưng của dòng loa Mỹ, với loa chép là dòng chép Dot Titan, loa mid với đường kính 12 và loa bass là 30. Cặp loa này có cái chiều cao là 75cm, chiều ngang là 37. Loa rất là dễ đánh. Cái modern của nó thì em nghĩ rằng đây là cái modern rất là hiếm gặp ở thị trường Việt Nam. Đây là cái thông số ở phía sau. Modern là KLH9912S. Công suất đầu vào là 10 cho đến 250W. Make in USA. Loa thì vuông thành sắc cạnh mà còn đẹp. Cặp này rất là dễ đánh, dễ ghép âm ly. Gân của nó là gân zin. Bass 30 cái màng này là màng giấy có phủ một lớp giống dạng carbon bên ngoài. Cặp này thì có đầy đủ e căng, lưới zin đi kèm. Đây là cái e căng của nó. Nó có bụi thôi, cái này sẽ vệ sinh bụi cho các bác. Cặp loa này có mức giá là 5.200.000 đồng. Giao lưu với các anh em rất xứng đáng để anh em chơi trong cái mức tầm giá Bass 30 với cái kích thước thùng là 75. Rồi tiếp tục là chiếc Equalizer Victor. Em này đẹp xuất sắc nhá. Đây là chiếc Equalizer Victor Sear 60. Chiếc Equalizer này có cái đèn chỉnh ở đây, size dày đẹp, có mức giá là 4.800.000. Chia 60 có phần display chỉnh độ cao thấp của dàn đèn nháy, mức giá là 4.800.000. Toàn bộ các cái cần gạt gần như mới keng luôn. Tiếp theo là chiếc lọc Equalizer 20 cần đến từ Yamaha, con này là hàng xuất Mỹ. Đấy. Con này thì ngoài ra là yếu tố là một chiếc lọc có thể là kết hợp với power, bởi chiếc equalizer này có out và lever, output lever tức là điều chỉnh âm lượng. Đấy, các bác có thể ghép thêm với một cái power. Em này 20 cần, đèn cần có đầy đủ nhá. Đấy. Em này hàng xuất Mỹ, điện 120. Yamaha GE30. Con này hoạt động hoàn hảo, máy đẹp, có mức giá là 3.800.000. Và chiếc âm ly cuối cùng có một vết xước ở đây. Đấy, con này hàng xuất Mỹ, điện 120V, 300W tiêu thụ. Rất là khỏe, đánh công suất là 8 sọt than lớn Toshiba. Các bạn nhá, xanh đen Toshiba. Đấy, hiện tại em đang ghép với cặp loa Bass 30 này, đánh rất là ngọt. Chiếc âm ly này có cả radio luôn, tuner này. Đấy, bắt đài luôn. Size con này là size 43,5 nha các bác, 43,5 size phổ thông, điện 120, 300W, đánh AB, chỉnh bát chép trước mặt. Con này có mức giá là 1.200.000, giao lưu với anh em, máy zin nguyên bản 1.200.000 thôi, bán cho vui chứ lời lãi gì đâu. Như vậy là đã giới thiệu cho các bác anh em mà hai cái quan, một cái âm ly và cặp loa KLH Bass 30. Thì như vậy thì các anh em nào có nhu cầu sở hữu, sưu tầm món nào, chơi món nào thì liên hệ cho em ship hàng toàn quốc cho các bác anh em. Thì bây giờ em xin dừng video. Các anh em nào đang xem, chưa đăng ký kênh bên em thì lưu ý nhớ nhấn nút đăng ký kênh để cập nhật theo dõi những video
Minh về những cái món đồ audio giao lưu với các anh em trên toàn quốc. Cảm ơn rất là nhiều.